Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện Lời sống hằng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 29 tháng 12, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Mão Triều Thiên Sự Sống, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Gia Cơ chương 1, từ câu 1 đến câu 12. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Gia Cơ chương 1, từ câu 1 đến câu 12, bản truyền thống hiệu đính. Gia Cơ, đầy tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ, kính gửi 12 bộ tộc đang sống tản lạc khắp nơi. Chúc anh em an vui. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho. Vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách. Nhưng phải cầu xin bằng đức tin, không chút nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió dập dồi và cuốn đi đây đó. Người như thế đừng tưởng mình sẽ nhận được điều gì từ nơi Chúa, vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình. Anh em nào ở chỗ thấp kém, hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình. Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên với sức nóng thiêu đốt làm cho cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp phai tàn. Người giàu cũng sẽ khô héo giữa những toan tính mình như vậy. Phước cho người nào chịu đựng sự thử thách, vì khi đã chịu nổi sự thử nghiệm, họ sẽ nhận mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho những người yêu mến Ngài. Câu gốc hôm nay được chép trong Gia Cơ chương 1 câu 12. Phước cho người chịu đựng sự thử thách. Liz Andianes Rodriguez Espada, 12 tuổi, lo sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc thi chạy 5 km. Nỗi lo này khiến cô bé bắt đầu sớm hơn 15 phút so với thời gian bắt đầu. Và cô bé đã hòa cùng với một nhóm vận động viên khác của cuộc thi bán marathon với đoạn đường dài đến hơn 13 dặm. Liz Andienes đã bắt kịp tốc độ của các vận động viên khác và cứ gắng sức chạy. Ở dặm thứ tư, khi không còn nhìn thấy vạch đích, cô bé nhận ra rằng mình đang ở trong một cuộc đua dài hơn và khó khăn hơn. Nhưng thay vì bỏ cuộc, cô bé cứ tiếp tục chạy. Cô vận động viên bán marathon tình cờ đã hoàn thành cuộc đua dài 13,1 dặm của mình và xếp thứ 1885 trong số 2111 người về đích. Đó chính là lòng kiên trì. Vì trải qua sự bắt bớ, nên nhiều tín hữu ở thế kỷ thứ nhất muốn từ bỏ cuộc chạy đua theo đấng Christ. Nhưng sứ đồ Phao-lô khuyến khích họ tiếp tục chạy. Nếu họ kiên nhẫn chịu đựng thử thách, Đức Chúa Trời hứa ban thưởng gấp đôi. Thứ nhất, sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để họ có thể trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Thứ hai, Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ mão triều thiên của sự sống, tức là sự sống trong Chúa Giê-xu trên đất và lời hứa được ở trong sự hiện diện của Ngài trong đời sau. Đôi khi, dường như cuộc đua cơ đốc không phải là cuộc đua mà chúng ta định tham gia. Đó là một cuộc đua dài hơn và khó hơn chúng ta mong đợi. Nhưng Chúa sẽ chu cấp những gì cần thiết để chúng ta kiên trì và tiếp tục chạy. Hiện tại bạn đang gặp khó khăn gì? Bạn có thể làm gì để tiếp tục trung tín với Chúa khi trải qua thử thách? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Chúa ơi! Chân con đang mệt mỏi và con muốn bỏ cuộc. Xin thêm sức cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến,
Ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.